Lời Chúa theo Thánh Luca. Chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Vậy, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến, một tài xế xe buýt ở Hoa Kỳ đã chiếm một kỷ lục hiếm có trong suốt 23 năm hành nghề. Trên 1 triệu cây số, ông chưa bao giờ gặp hay gây ra một tai nạn nhỏ nào. Được hỏi lý do, ông trả lời: "Hãy nhìn đường." Câu trả lời tuy đơn sơ nhưng chứa đựng một triết lý của cuộc sống. Hãy nhìn đường. Có lắm người đi đường hoặc lái xe mà không nhìn đường. Tai nạn xảy ra hầu hết là do sự lơ đễnh của mọi người lái xe. Người bộ hành gặp tai nạn rủi ro có khi cũng do đi đường mà không nhìn vào những con đường mình đang đi. Chú tâm vào công việc mình đang làm chính là luật của mọi thành công. Một vận động viên trên sân cỏ sẽ không ngừng chú ý đến quả banh, đến đối phương, đến bạn đồng đội. Một học sinh muốn học giỏi phải chăm chú theo dõi và lắng nghe lời giảng dạy. Một người cha mẹ trong gia đình phải chú tâm vào ngân quỹ, vào công việc hàng ngày. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng tóm tắt luật sống của người Kitô hữu, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong giai đoạn sơ khai của giáo hội, nhiều tín hữu đã giữ và theo từng chữ diễn văn của Chúa về ngày tận thế, đến độ có thái độ thụ động và lười biếng vì nghĩ rằng ngày tận thế đã kề bên. Để loại trừ thái độ ấy, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng làm việc để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác. Và đó cũng là thái độ chờ đợi đích thực. Người Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Người Kitô hữu đang sống trong thời gian của Chúa, thời gian đã mặc khải lấy cái đã rồi của biến cố cứu rỗi, vừa bao trùm cái nhìn chưa tới của ngày tận thế. Người Kitô hữu sống trong sự căng thẳng của cái đã đến và cái chưa đến. Và đó là điểm độc đáo của việc chờ đợi nơi người Kitô hữu. Người Kitô hữu đang sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa và đang sống thiên đàng ngay trên trần gian này, nhưng đồng thời chờ đợi vinh quang của ngày Chúa trở lại. Cái thế đứng đó đòi hỏi người Kitô hữu dấn thân vào cuộc sống để biến đổi nó bằng tinh thần của Tin Mừng. Do đó, chờ đợi, hy vọng đối với người Kitô hữu không là một sự chờ đợi thụ động mà là sự chờ đợi trong tỉnh thức để đón nhận Chúa đến trong từng biến cố của cuộc sống. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về đòi hỏi của niềm hy vọng đang nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải thống nhất sự cầu nguyện với cuộc sống. Mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến. Và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, xin làm cho cuộc sống chúng con trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống. Đó là thái độ tỉnh thức Chúa mời gọi chúng con thực hiện nơi cuộc sống này. Amen.